Rồi, hello anh em. Thì hôm nay chuẩn bị lên cho một anh khách một bộ combo khá là khủng luôn nha mọi người. Thì anh là anh chuyên làm xe. Thì xe dạng xe xe lớn mọi người, xe công nông. Thì những cái xe lớn, xe xe cút, xe cày đồ. Thì anh chuyên sửa. Thì hôm nay mình lên cho anh một bộ combo của máy bắn bu lông. Đây là cái máy khủng nhất của hệ Milwaukee. Và con này nó là đầu 1 inch cốt dài nha mọi người, đầu 1 inch cốt dài. Thì cái bộ này hiện tại mình đi theo cái bộ này thì sẽ là một sạc nhanh và một pin 12A. Đây là một viên pin 12A. Đây là free nha mọi người. Cái bộ này là mình free dẫn. Đó, sạc và pin mình free. Đó, thang máy, mua thang máy được tặng pin sạc. Đó. Rồi bên này thì sẽ có một cây bắn bu lông 2767 đầu 1/2. Đây cũng là một cây khủng nhất của 1/2. Lực của nó là 1898 Newton. Đó. Rồi cây bên này thì lực nó là 2000 2000 2007 2, mình nhớ là 2007 sao. Rồi đây, đây là cây cái này. Lực 2007. Rồi bên này thêm một cái mài mài khuôn để cho anh chiên giá vỏ. Đây là mài khuôn của M12 nè. Đó. Thì một bộ set này á thì trên 20 triệu nha mọi người. Đó, những anh em nào quan tâm hoặc là những anh em nào đang làm chuyên về xe mà anh em chuyên cơ động, chuyên về đi lưu động thì anh em sử dụng một cái máy này khá là chuẩn luôn nha mọi người. Đó. Rồi thì hôm nay mình lên video dạy cho mọi người xem, nếu mà anh em nào quan tâm về cái sản phẩm mở bu lông của Milwaukee anh em có thể nhắn cho mình nhé. Qua số Zalo 0343 256 802. Rồi, em Tú xin chào tất cả mọi người.